Để thêm 8 cái tay này. Tình hình là còn 4 ngày nữa mới cắt, 4-5 ngày nữa mới thu hoạch. Đây, trời đang chuẩn bị vô áp thấp nhiệt đới các bạn. Cái thời tiết gần đây các bạn thì cái dịch hại như bù xích lúa các bạn nó rất là dữ. Mưa anh em ơi, về anh em ơi.